Chúng tôi đang di chuyển. Phía chú đã chọn được vị trí cụ thể chưa? Được rồi, tôi sẽ đợi. Con nghe đây chú. Con nhớ thường xuyên giữ liên lạc, chờ lệnh chú mới được hành động. Còn nữa, khi nào cứu được Hồng Quân thì lập tức báo ngay cho chú biết. Chị ba, sao tôi thấy chị có vẻ lo lắng quá vậy? Chị yên tâm đi, giờ này Hải Thiên đang như ngồi trên đống lửa. Hải Thiên từ trước tới giờ lúc nào cũng luôn coi thường chúng ta. Kỳ này chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Hai chú kìm hãm vui sướng lại một chút đi, đợi khi nào Hải Thiên thân bại danh liệt thì ăn mừng cũng chưa muộn. Chị ba nói vậy chứ sướng sầu kỳ. Bây giờ thì tôi với anh Năm sẽ tới lán trại để mà gặp Hải Thiên, còn chị ba cứ ở lại đây kiểm soát tình hình. Phòng trường hợp bất trắc, tôi với anh Năm sẽ quay lại để ứng cứu kịp thời. Được, hai chú cẩn thận, đừng đùa quá dai với Hải Thiên. Tụi bay kể từ giờ phút này phải nghe theo lời chị ba, biết chưa? Em hiểu. Có gì nhờ chị ba chỉ dạy. Đi. Các đồng chí có nghe rõ không? Đó. Toàn đội chuẩn bị xuất phát. Hai thiền tính dần chuyển hàng cùng với mớ khoai mì ngồi kia hả? Chắc là vậy. Còn cáo già đó làm bất cứ chuyện gì cũng xài đầu óc. Có lẽ hắn muốn dùng mớ khoai mì đó để qua mặt cơ quan chức năng. Nếu lỡ chuyến hàng này hắn vận chuyển trót lọt thì sao? Ông đang đùa với tôi à? Chúng ta đã lỡ và dính vào Hải Thiên thì bằng bất cứ giá nào cũng không để cho hắn thoát qua khỏi kiếp nạn này. Nếu lần này mà hắn không chết, chúng ta khó lòng mà sống yên ổn nữa. Dì gọi điện thoại lại cho Hải Thiên đi, đừng để hắn đợi quá lâu, sẽ không tốt đâu. Alo, tôi nghe đây. Anh tới chưa? Tôi tới rồi. Cứ việc ở yên đó đi, 10 phút nữa có người dẫn anh vào.
Chào anh hai, lâu quá mới gặp anh. Chào chú. Mời anh hai vô trong. Quả nhiên tôi đoán không sai, chú có ở đây. Chắc anh cho người lục tung cả thành phố lên để kiếm tôi hả? Chú khá lắm. Anh quá khen, em út anh không à? Chúng ta bắt đầu đi. Anh có muốn kiểm tra lại cho kỹ càng không? Những việc tôi nhờ chú hỗ trợ, chú đã chuẩn bị đủ chưa? Anh hai yên tâm đi. Ma túy tổng hợp đã được chia thành từng túi ni lông nhỏ. Khoai mì thì nằm ngoài sân kia. Cảm ơn chú, tốt lắm. Nè, ăn đi. Nè. Vậy. Mày kêu bà ta tới đây, gặp tao. Cái gì? Mày kêu ai tới gặp mày? Là mẹ của tao đó. Mày kêu bà ta tới để gặp tao, nghe chưa hả? Mày điên rồi. Tao nói mày có nghe không? Kêu bà tao tới gặp tao nghe chưa? Hả? Buông ra. Anh hiểu. Tao nói là tao có quen mà. Mày kêu bà tao tới gặp tao, nghe chưa? Tụi mày muốn sống á thì kêu bà tao tới gặp tao, nghe chưa? Tao nói tụi mày có nghe không? Kêu bà tao tới đây gặp tao. Mẹ à tụi mày. Tao nói lại một lần nữa. Kêu bà tao tới đây gặp tao. Tụi nghe không? Kêu bà tao tới đây cho tao. Nè. Tao nói là tao có quen bà ta. Tụi mày nghe chưa? Tụi mày muốn sống á thì kêu bà tao tới đây gặp tao, nghe chưa? Tận hưởng đi,
đây sẽ là những giây phút cuối cùng của bọn mày. Hồng Quân à, nghe lời anh đi, em phải nên ăn một chút gì đi. Mấy bữa nay em không có ăn cái gì rồi. Nè. Em không ăn đâu. Nghe lời anh, ăn đi mà. Em ăn không có vô. Thôi được rồi, vậy thì uống chút nước đi. Môi em khô lắm rồi kìa, uống ít thôi. Nè, hết đẹp rồi kìa. Ừ. Con muốn gặp mẹ có chuyện gì? Tôi muốn bà đưa chúng tôi ra khỏi đây. Bây giờ thì chưa được. Con hãy ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa. Rồi mẹ sẽ... Nhưng mà... Tụi tôi ở đây rất là mệt mỏi rồi. Mấy đứa, chăm sóc con trai chị cho cẩn thận đó. Mày! Tụi mày, lùi lại. Đi đến là tụi đâm đó. Bỏ chị ba ra. Không tụi bắn bậy sợ. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Nè, đỡ lấy bạn đi. Đừng kia nữa. Lùi lại. Lùi lại, lùi không. Em, lấy xuống cho. Lùi lại. Nghe xuống sau lưng trời. Lùi lại. Lùi. Theo anh à. Có chuyện gì vậy? Tụi mày đứng im. Đứng im. Lùi ra. Tách ra. Em đi trước đi. Đi đi. Tụi mày lâu lại nha. Tụi mày đứng em đó. Mày không được làm bậy. Đứng lại. Đứng em đó. Mày không được làm bậy đó. Nè. Đứng em. Đứng lại. Đứng em. Hai chị ba ra. Đứng em. Đứng lại. Em mau chạy đi. Thì trước là được rồi kìa. Em không chạy đâu. Còn anh thì sao chứ? Nếu như bây giờ em thoát á, tụi nó sẽ không làm khó ba nữa, em hiểu không? Và tài đang trong tay anh, tụi nó không dám làm gì anh đâu. Chạy đi Hồng Quân. Nhanh, nghe lời anh. Chạy đi. Đứng em. Đi. Hồng Quân.
Hiếu. Đứng lại! Tụi bay mà tiến tới một bước rồi, tao sẽ bắn nát sọ bà ta đó. Tụi bay mau bỏ xuống xuống. Nó là con trai của tao. Tao nói có nghe gì không? Bỏ xuống! Nhanh! Trường Hiếu, con chạy đi. Không ai giết con đâu. Chạy đi con. Đi cái con. Nhanh lên đi. Mẹ nói nhanh lên. Nhanh đi. Đi. Dừng lại. Đừng bắn. Ta nói không được bắn. Bỏ xuống xuống. Chạy nhanh đi. Đi nhanh đi. Đi đi. Đi. Đứng lại lại. Trung Hiếu, ta nói không được bắn. Trung Hiếu, Trung Hiếu, tại sao mày giết con tao? Tại sao mày giết con tao? Chị ba, nó có súng, nó muốn giết chị mà chị ba. Trung Hiếu, tại sao mày giết con tao? Mày giết con tao? Giết thằng nó. Trung Hiếu, Trung Hiếu. Chị ba, chị ba, chị bình tĩnh đi chị ba. Trung Hiếu, Trung Hiếu. Chị ba, chị ba. Đánh ra. Mới ở đây, biết đâu rồi. Qua kia coi. Đi. Trung Hiếu, anh Hiếu, anh ơi, anh sao vậy hả? Anh ơi, anh Hiếu ơi, Trung Hiếu, em nè. Em biết rồi. Anh ơi. Cái đồng chí đuổi theo tụi nó theo hướng này. Đó. Xuân Thùy, em ở đây lo cho Hồng Quân giùm anh. Nhưng ok, tôi hiểu rồi. Đợi đó. Mọi chuyện đúng như kế hoạch. Tôi hiểu rồi. Cái gì? Tụi nó trốn rồi hả?
Chuyện gì vậy? Không lẽ Hai Thiên ông dở trò rồi? Đại ngà, qua đây. Đi lên. À! Dù sao tao với mày vẫn còn tình nghĩa, nếu tao chết thì mày cũng chết. Vậy thì ông bắn tôi đi, mày định xách tao. Bắn đi. Anh hai, anh hai, hãy để cho chú, tao xem mày thế nào có thể chạy thoát thân. Anh hai, anh hai nghe em nói nè anh hai, em, anh hai, nếu biết trước có ngày hôm nay, thì chú đừng có làm. Hai Thiên, ông và đồng bọn đã bị bao vây, hãy buông súng đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các ông đừng có nằm mơ, tôi sẽ đấu với các ông tới cùng. Ông thua rồi, đừng đấu nữa. Chú,
chủ. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi với ông từ nay không còn nợ nần gì nhau nữa. Cha mẹ của tôi là do ông hại chết. Cho dù đám cháy kia có ám ảnh ông cả đời, thì cũng không thể nào rửa sạch tội lỗi của ông được. Còn là đúng, tôi là đứa trẻ sống sót trong vụ thảm sát đó, do chính ông gây ra cách đây mười mấy năm về trước. Ý trời, đúng là ý trời. Nếu thực sự đây là ý trời, thì hôm nay con hãy ra tay trả thù cho ba mẹ của mình đi. Thù giết cha mẹ tôi, nhất định tôi sẽ trả. Nhưng nghĩ lại ân tình ông đã dành cho tôi mười mấy năm vừa qua, tôi thật sự không thể nào xuống tay. Số phận của ông tôi sẽ để cho pháp luật định đoạt. Nếu còn nhớ chút ân tình đó, thì mong cậu từ nay về sau hãy thay tôi chăm sóc cho Hồng Quân. Còn số phận của tôi thì không có bất kỳ ai có thể định đoạt được. Ba! Con, cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được người anh thất lạc bấy lâu nay. Nhưng anh em tôi đã có một cuộc hội ngộ không như mong đợi. Em phải làm sao đây, khi bây giờ giữa em và anh là một khoảng cách rất xa. Đó không phải là khoảng cách về máu mủ ruột thịt, mà đó là khoảng cách giữa thiện và ác. Nhưng dù có đau lòng thế nào, cũng phải chấp nhận thực tế. Anh cần phải đối diện với chính anh. Và ca mổ này sẽ giúp anh hồi phục lại trí nhớ, để rồi quên đi những ngày tháng oan nghiệt trong cuộc đời của anh. Anh hai à, vì em và mọi người, anh cố gắng vượt qua nha. Sau khi tranh luận tại tòa, xét thấy với những tội ác tày trời của mình, Hai Thiên và đồng bọn đã gây ra biết bao mất mát đau thương cho xã hội, biết bao nhiêu gia đình tan nát, những cái chết thương tâm và oan uổng của những người dân vô tội do Hai Thiên ra tay và chỉ đạo thực hiện trong thời gian dài. Hai Thiên đã lôi kéo rất nhiều người tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia,
gây bất ổn cho tình hình an ninh xã hội. Kẻ ác phải bị trừng trị, đó là quy luật. Hai Thiên và đồng bọn phải trả giá cho tội ác của mình để trả lại sự công bằng cho những người dân vô tội, cũng như trả lại sự bình yên cho cuộc sống. Sau khi xét xử và tuyên án, bị cáo Trần Văn Thiên, kẻ trực tiếp cầm đầu đường dây ma túy, tử hình về tội buôn bán ma túy và vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội bắt cóc tống tiền, tổng hợp hình phạt là tử hình. Anh hai, lần này không phải là cho mượn, mẹ em tặng anh luôn làm kỷ niệm. Dũng vậy nó là của anh mà. Không phải, nó là của em. Không phải em có một bộ ở nhà rồi còn gì. Anh á, không bỏ tật ăn hiếp em ha. Nếu như không có như vậy á, thì có em gái làm gì, phải không Vĩnh Khương? Anh hai, 10 năm không ngắn cũng không dài. Anh cố gắng nha. Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Đúng vậy. Đối với anh, chưa bao giờ anh mong thời gian trôi qua nhanh như lúc này. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Mẹ con em tha lỗi cho anh nghe. Bây giờ mà còn lỗi phải gì nữa hả anh? Thật sự là em cũng có lỗi với anh nhiều lắm. Nếu như mà em xuất hiện kịp thời thì anh sẽ không phải như vậy. Anh hiểu. Hai Thiên không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình nếu chưa đạt được mục đích. Anh biết em đã vì con mà phải âm thầm sống chịu đựng như thế này. Dù sao thì Hai Thi vẫn chưa mất tính người. Con
Đây là ba của con. Người mà mẹ nói đi thật xa rồi đó. Con nhận ba đi con. Ba ruột của con đó. Con qua nhận ba đi con. Con lại đây với ba. Ba, khi nào ba mới về với mẹ và con? Ba hứa, ba sẽ về với mẹ và con. Sẽ không làm cho mẹ và con phải khổ sở như thế này nữa. Anh ráng cải tạo cho tốt. Rồi mình về làm lại từ đầu nha anh. Đường phía trước đối với anh còn xa lắm. Nhưng đã có em và con, anh sẽ cố gắng. Chuyện chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Từ công ty Thiên Quân. Dĩ nhiên là nó không thể hoạt động được nữa. Vậy thì hãy nói về em đi. Về những dự định sắp tới của em. Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ em sẽ đi nước ngoài. Em muốn quên hết tất cả. Em đừng cố quên, vì điều đó sẽ làm cho em nhớ thêm. Em hãy thanh thản để đón nhận mọi việc. Bởi vì điều đó sẽ rất tốt cho em. Anh nghĩ là em nên đi nước ngoài một thời gian cho khuây khỏa. Nhưng em có định trở về hay không? Nếu như em trở về thì sao? Hy vọng quán bánh xèo vẫn còn mở cửa. Thank you.
Anh Phước à, anh Phước, anh Phước, anh Phước. Trung Hiếu. Anh Hiếu. Thank you.